thua bạc, bán lắc vàng rồi cứa tay, loan tin bị cướp. Đánh bạc thua hết tiền và sợ gia đình biết sự việc, đối tượng Lý Thành Khoa, 21 tuổi, đăng ký thường trú tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã tự gây sát thương trên người và dựng chuyện bị cướp tài sản để đánh lừa gia đình và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi trên không thể qua mắt được lực lượng công an. Vào chiều 5 tháng 1, Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ hành vi báo tin giả bị cướp tài sản. Trước đó, vào sáng 5 tháng 1, Lý Thành Khoa đến Công an xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên trình báo vào ngày 4 tháng 1, đã bị 4 đối tượng lạ mặt dùng dao khống chế cướp một chiếc lắc vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mỹ Xuyên phát hiện có điểm bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác đấu tranh, Khoa thừa nhận vụ việc bị cướp tài sản là không có thật. Trước đó, Lý Thành Khoa được gia đình đưa hơn 18 triệu đồng để chuyển trả cho người quen, nhưng Khoa đã sử dụng hết số tiền trên để đánh bạc qua mạng. Sợ gia đình la mắng, Khoa lấy chiếc lắc vàng đang đeo trên tay đi bán được hơn 20 triệu đồng và đem trả tiền cho người quen. Sau đó, dùng dao tự cắt nhiều vết ở vùng bụng và cổ của mình, rồi đến cơ quan công an báo tin giả là bị cướp tài sản.